Các nghiên cứu khoa học cho thấy những người có vấn đề cảm xúc dễ bị tai nạn ô tô hơn những người bình thường tới 144%. Hai cứ năm nạn nhân các vụ tai nạn giết người có một người đã cãi nhau với người khác trong 6 giờ trước vụ tai nạn. Quản lý cảm xúc là điều rất quan trọng, đặc biệt là với các nhà lãnh đạo, bởi mọi hoạt động của họ đều có ảnh hưởng rất lớn đến nhiều người khác. Những nhà lãnh đạo giỏi biết khi nào nên thể hiện và khi nào nên trì hoãn cảm xúc. Đôi khi họ bày tỏ cảm xúc để tìm sự thông cảm và làm lay động người khác. Liệu đây có phải mỹ nhân không? John Maxwell cho rằng không phải vậy, miễn sao điều đó tốt cho tổ chức và không phải là vì lợi ích cá nhân của họ. Tuy nhiên, kiềm chế cảm xúc khác với phủ nhận và chôn vùi nó. Điểm mấu chốt là bạn nên đặt người khác chứ không phải bản thân lên đầu khi giải quyết và xử lý cảm xúc. Quản lý thời gian là vấn đề đặc biệt khó khăn đối với những người ở vị trí giữa một tổ chức. Những nhà lãnh đạo cấp cao có thể ủy quyền những công nhân được trả tiền theo giờ và làm bất cứ điều gì có thể trong khoảng thời gian đó. Còn những người ở giữa thường chịu áp lực từ hai nhóm trên và thường được kỳ vọng làm thêm giờ để hoàn thành công việc. Thời gian là tiền bạc. Một chuyên gia tâm thần học từng nói, chừng nào chưa coi trọng bản thân bạn còn chưa coi trọng thời gian. Trong cuộc sống này, mọi người không thanh toán mọi thứ bằng tiền mà bằng thời gian của họ.